Hello, kính chào cả nhà. Xe máy Hồng An xin kính chào cả nhà. Chúc cả nhà đại gia đình mình một buổi sáng vui vẻ và mạnh khỏe nhé. Hôm nay là xe máy Hồng An là xin giải bài những cái lỗi của nhà sản xuất. Đâm ra trước giờ anh em mình mua bán xe bị cái quan cái nan giải này đó. Đâm ra hôm nay Hồng An xe máy sẽ phân tích chi tiết để sau này những anh em mình mua bán xe và những anh thợ thầy đó, hiểu được những cái nguyên lý căn bản để mình giúp cho khách hàng mình mua được những chiếc xe đẹp, xe tốt và cũng minh quan được những anh em mua bán xe mình, cái tránh cái bị tình trạng mà anh em hiểu lầm nhau chỉ qua lý do căn bản là của nhà sản xuất các bạn ơi. Trước tiên là Hồng An xin quay nha, các bạn nhìn kỹ chưa, xe đầu rất đẹp, thấy không? Xe này đầu rất đẹp nha các bạn, chưa có dấu gì hết nha. Xe này là Hồng An là bảo đảm cam kết 100% là chưa bung mở gì hết nha, chưa mở đầu. Các bạn nhìn kỹ cái nắp xúc bắp nè, chưa chỉnh nắp xúc bắp luôn nha, chưa chỉnh cò xúc bắp gì luôn thì làm sao mà nó mở được cái đầu được, các bạn thấy không? Mấy chỗ nhôm này nó rất dễ bị tà. Khi mình chỉnh một cái nắp xúc bắp á, mở đầu ra là mình trước tiên mình phải mở cái nắp xúc bắp rồi mình phải chỉnh cò rồi, ráp ra ráp vô phải chỉnh cò đó, chỉnh cho nó đúng cái tăng của nó thì máy nó mới êm. Cái thứ hai bạn nhìn cái cổ bô nè, ốc treo bô, ốc cổ bô nè, cái chỗ này là nó lực nó riết, nó phải chịu một lực rất cứng để nó kín dàn hơi nha các bạn. Chỉ cần một cái gì mình siết không đủ cứng thôi, ràng hơi nó sẽ bị tạt nha. Hai bên đều yên dao nha, bạn nhìn kỹ nè. Thấy chưa? Hồng An cố tình là để mở cái này ra, cả mở cái bô ra, cái chức bô nó xe này cần cỡ 30 mấy 40 ngàn thôi. Cái bô còn đẹp như vậy đó, Hồng An mở ra hết đó, để cho anh em biết là cái bô nó chưa mở luôn. Khi mình mở mình muốn rớt cái đầu mình phải mở cái bô ra để mình rút cái đầu ra, các bạn thấy không? Cái bô này nè chưa có dấu mở nè, nè từ gấp từ đây lên luôn nè, trước khi các bạn mở là phải mở luôn cái gấp luôn, thấy không? Hai cái má nhôm này, cái má nhôm này nè mình phải mở luôn, ba con ốc đều phải mở hết mới lấy được cây bô ra các bạn. À, nhìn kỹ nha, không có dấu nha, chứng tỏ cây bô này chưa mở nha các bạn. Bô nguyên bản chưa mở luôn nha, không thấy dấu không? Đẹp ghê không? Đó, đầu đẹp ghê chưa? Thấy không? Không một dấu cạnh luôn, vô zin đó các bạn ơi. Thấy chưa? Đó. Súp bắp chưa mở gì hết nè. Cái ốc co sang dưới nè. Này co sang dưới đó các bạn, thấy không? Chưa có dấu đâu. Ờ, nhưng mà cái xe này Super Rim đời 2006 nha các bạn nên nhớ cái đời nha, dòng đời của nó nha. Các bạn thấy ở trên nè, đó họ ráp đó. Này kỹ thuật của bây giờ bên họ hãng Honda ráp đó, thấy không? Dấu không thấy chưa? Có sang trên dấu nè. Có sang dưới lại không nè. Thấy chưa? À, đời 2006. Super Rim 2006 các bạn. Thấy không? Đẹp ghê không? Đó. Dòng zin hết, ốc đậy nắp cánh bướm, này gọi là cánh bướm đi, không ăn quên lâu quá rồi, bỏ nghề lục nghề rồi. Cánh bướm này, cánh bướm nha bạn, thấy không? Hai con ốc ba ốc chưa mở nè, ốc xiết nắp tròn nè cũng chưa có dấu luôn nè. Chưa, khi các bạn mở một cái đồng ra các bạn phải mở cánh bướm để mình lấy cam cò ra mới được, chứ không thể nào mà không mở này mà không lấy cam cò ra được nha các bạn, buộc phải mở nha. Co xăng cũng phải mở luôn luôn nha, thấy không? Mở co xăng, mở bốn lỗ cánh bướm, mở bô rồi mình mới rút được cái đầu ra mình làm gì đó, xúc bắp cái gì đó. Đó, thấy chưa, rất đẹp. Đó, bô chưa mở luôn nè bạn, thấy không? Cạnh không đó. Hồng An cố tình mở ra để mình coi, mình giải trình cho anh em bị cái quan, anh em mình mua bán xe thường bị cái quan này lắm, mà cái lỗi là lỗi do cái nhà sản xuất, mấy anh thợ thầy trong hãng nó ẩu lắm nha các bạn, coi vậy họ rất ẩu nha.
không? Và đâm ra họ ẩu, đâm ra anh em thợ thầy mình á, anh em mua bán xe mình nó bị quan. Rồi gặp những ông thợ thầy á thì chỉ biết một không biết chín, có phán bừa phán bậy, đâm ra anh em mình bị cái nỗi quan đó nha. Sao không ăn làm cái clip này để mình anh em chủ yếu là mình chia sẻ thôi chứ không có gì hết. Anh em mình mua bán thì được biết thêm, và những anh thợ thầy sau này biết được cái nguyên nhân này thì mình cũng nên bỏ qua du di qua. Mình hiểu được cái thì ra cái này là do tại hãng chứ không phải do anh em mình bùa phép đó hay là gì đó, đúng không? Đó, các bạn nhìn kỹ lên nè, co xăng trên bên đây này thì nó lại đẹp nè, bên kia thì dấu nè, đó. Các bạn để ý nè, Hồng An quay nè, chỗ này là cái chỗ lỗi mới chết người nè, thấy chưa? Ốc kẹp lồng nè, ốc kẹp lồng bê tông nè, dấu không thấy không? Thấy chưa? Mang chỉ nè, dấu nè, đó. Còn cái cạnh này á chưa có dấu nè, thấy không? Không có dấu nè. Cái này à, dấu còn ghê hơn nữa nè. Nhìn xoắn luôn đó các bạn ơi, xoắn luôn đó. À, thấy chưa? Thấy ẩu. Mấy nhà sản xuất, mấy anh thợ thầy hãng Honda chưa? Gắp ẩu chưa? Những cái tác hại của mấy anh nó làm cho anh em mình mua bán xe bị quan. Rồi gặp những anh thầy á, anh thợ đó, rồi người ta nhờ đi coi đó, rồi mình không nắm được cái kiến thức. Rồi đâm ra cái người mua không được mua được, không mua được những chiếc xe đẹp thứ nhất. Và anh em mình mua bán á, bị bỏ lỡ một cơ hội để mình mua bằng đồng tiền trị giá chiếc xe mà họ không hiểu, đâm ra họ cứ phán thì hai bên anh em mình nó không có hiểu nhau, nó xảy ra những chuyện không hay, họ mất đi cơ hội của khách hàng mình mua không được một chiếc xe đẹp ưng ý chỉ vì những cái dấu thẹo này thôi đó. Cái nỗi quan này cũng là gần chục năm nay rồi đó. Sang Hồng An, cái clip này Hồng An sẽ phân tích luôn để sau này anh em mình chia sẻ góp ý rồi thông cảm nhau đó. Nó rất căn bản lắm, nhưng nó không phải là chuyện lớn đâu, nó rất nhỏ nhưng mà cái vấn đề này nó nan giải cả chục năm nay rồi, Hồng An biết mà. Sẵn giờ có cơ hội rồi, Hồng An sẽ làm cái clip này đó. Chờ, rất đẹp, thấy không? Vì cái lỗi này nè đó, họ ráp đó, ẩu cả đó đó, thấy không? Xoắn không đó mà thợ là không thành, là nói là sẽ rớt rồi nha, là vì xe là có dấu, mà đúng là như vậy, xe dặn là sẽ có dấu là sẽ mở đúng nguyên lý, nhưng mà ai ngờ cái này là lỗi do cái hãng Honda, những thợ họ không khéo đó. Còn nước ngoài họ ráp rất kỹ nha các bạn, công nghệ nước ngoài họ ráp là có quy trình hết nha các bạn ơi, từng khâu một nha, quy trình hết nha. Còn Việt Nam mình thì lại khác, bữa vui thì nó lại là khác, mà bữa buồn thì lại khác, không có tâm trạng các bạn ơi. Nói chung mình thì mình cũng vì con người chúng ta mà, làm sao mà hoàn hảo được các bạn ơi, không thể nào hoàn hảo được đâu, chính bản thân mình còn chưa hoàn hảo mà, cái đó là thực tế thôi. Cho anh Hồng An làm cái clip này để anh em mình ngồi chung lại, suy ngẫm lại, chia sẻ nhau những cái kinh nghiệm, rồi sau này anh em mình sẽ nắm được một kiến thức. À, thì ra là nói như vậy thì trước giờ mình bị quan, hay là mình coi chưa tới, mình làm cho khách hàng của mình coi mua không được chiếc xe vì những cái lỗi cơ bản này, thấy không? Rất đẹp, dơn zin luôn các bạn ơi, dơn zin, ốc đầu chưa có dấu, bốn đầu cổ vô chưa mở là trước tiên nè, một chiếc xe mà chưa mở á, mở không mở các bạn nên nhìn cái cổ vô trước đi, sẵn Hồng An chỉ luôn, đó, cổ vô á nó chưa có dấu là chắc chắn xe này là nó sẽ chưa mở rồi, tại mua rồi, ráp hẳn tới giờ rồi, cổ vô còn đẹp, chưa có dấu cạnh gì hết thì chiếc xe này chắc chắn là nó sẽ chưa mở rồi. Cho nên một chiếc xe nó nhìn nhiều khía cạnh lắm, đâm ra Hồng An cũng không nên nói hết, thì từ từ những clip sau Hồng An sẽ nói tiếp đó. Cái đó là nhiều khi mình cũng phải giấu lại một hai chỗ, thật sự là như vậy.
cái nào mình giải được cái thắc mắc trước tiên đi, anh em mình đến với nhau chia sẻ học hỏi là trước tiên đi, rồi từ từ những cái clip sau nữa rồi càng biết nhiều hơn. Chứ Hồng An nói hết trơn thì đâu còn gì để anh em coi Hồng An nữa, đúng không? Nói chung là Hồng An, là kênh Hồng An xe máy độc lại trước Sài Gòn á, là chỉ có giúp các bạn thêm nhiều kiến thức thêm mà thôi, chứ ngoài ra không có cái gì hết á. Anh em hiểu nhau, chia sẻ nhau, học hỏi lẫn nhau. Anh em nào có ý kiến hay thì hãy chia sẻ comment dưới để chúng ta ngồi chung nhau mà học hỏi nhau những cái hay, cái đẹp đó. Vì chúng ta cái là suốt cuộc đời này cũng học mãi thôi. Giờ xe rất đẹp mà bị chỗ đó mà bị cái quang đó, thì mà chức anh thợ thầy anh em mua quán xe mình nó bị cái quang này, thấy không? Dấu cỡ đó bô chưa mở luôn đó, mà cái hãng nó rác hậu quá. Mà nhưng mà Hồng An cũng có nói trong cái clip trước nha bạn, nên nhớ nè, cái dòng xe đời 2003 trở đi á, cái công nghệ họ ráp rất ẩu nha các bạn, dấu không nha. Có những chiếc xe toàn là dấu không, ốc đầu vẫn có dấu luôn nha. Chiếc xe này nói chung là tương đối là đỡ đó nha, thật sự luôn. Nhiều chiếc xe ráp là dấu không luôn, hứa với các bạn luôn. 2003, 2004, 2005, 2006 tới 2010, 11, 12 luôn, trở đi, trở về sau đó là dấu không. Họ ráp là dấu. Chiếc này là tương đối là dễ nhìn để đánh giá đó, là không mình biết được đó. Còn những chiếc xe họ ráp nguyên cái xe là đầu lòng rồi dấu không, nhưng mà buộc phải chịu thôi, tại cái xe hãng mình mua về mà năm ra là cũng là cái quang của anh em mình mua bán xe bị quang đó. Gặp những người thợ họ kinh nghiệm họ chưa có đủ đó, đó. Thì họ phán một khách hàng phải nghe lời thôi, thì đúng là nguyên lý là có dấu là đã mở rồi, không có gì để mà bàn cãi hết á. Xe mà có dấu là đã mở rồi, nhưng mà không phải như vậy đâu, thấy không? Bô chưa mở, chưa gì hết, gấp này chưa mở luôn nha các bạn, thấy không? Đó. Chiếc xe này là Superim 206 các bạn ơi. Hồng An cũng mới rửa dầu này lại sạch sẽ, bắt đầu Hồng An cũng hôm rày cũng ngẫm lại những cái thắc mắc đó, mình cũng xin giải quan những anh em mua bán xe trong nghề của mình. Mua bán trong nghề của mình rồi tâm huyết, đam mê rồi đó. Hồng An cũng bức xúc thôi, sẵn clip này Hồng An sẽ chia sẻ luôn, rồi để cho anh em mình nó càng hoàn thiện hơn, biết nhiều kiến thức hơn đó. Rồi Hồng An xin kính chào các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và mạnh khỏe nhé. Các bạn thích thì hãy đăng ký kênh, tham gia kênh, chia sẻ kênh của mình cho anh em tất cả nhà đại gia đình mình ngày càng biết thêm nhiều kiến thức, học hỏi lẫn nhau. Và xe này Hồng An cũng mới lấy về nha các bạn, 206 Super nha. Sẵn Hồng An giới thiệu luôn, lỡ quay rồi đó, Superim 206. Xe đầu nồi chưa rớt nha các bạn, cũng như Hồng An đã nói rồi nha, cam kết 100% luôn, đầu nồi chưa rớt đó. Máy êm, ốc tán còn đẹp các bạn ơi, thấy không? Tem bị rách nè, bị rách tem đó. Và nếu mà những anh thợ nào mà không có hài lòng á, và Hồng An cũng xin cá luôn, Hồng An sẽ mua một bộ ốc đầu cho các bạn luôn. Các bạn rã ra, các bạn ráp vô lại, mà ráp ra sao không biết. Có một con mà nó có dấu có thẹo thì các bạn thua mình 1 triệu thôi. Còn các bạn mong ráp được hoàn hảo, Hồng An nhìn không ra hay cho anh em khác nhìn không ra, Hồng An xin tặng chiếc xe cho các bạn luôn đó. Mở một cái đầu ra, Hồng An sẽ mua hết toàn bộ ốc trong hãng ra, các bạn ráp. Nhưng mà giòn là phải giòn ráp cho kỹ nha, nhiều khi không phải là giòn mới mình ráp rồi nó chạy lên chạy xuống là không được nha. Nhìn là một chiếc xe hoàn hảo, các bạn cứ gán ráp đi đó. Mua một bộ ốc cho các bạn luôn,
ráp mà không dấu không thẹo, từ cổ bô nè, cánh bướm nè, bốn lỗ nè, co xăng nè, nắp số bắp nè, đó các bạn cứ làm. Hôm nay sẽ mua bộ giòn, bộ đầu, ốc đầu trong hãng ra luôn, mới can luôn, đập hộp, sẽ bịch luôn cho các bạn ráp. Mà nếu bạn ráp mà có một con có dấu thôi, ráp một lần thôi nha, không phải ráp tới ráp luôn nha, xiết một lần cho một thôi. Ốc nó có dấu là các bạn thua mình 1 triệu, anh em giao lưu lấy 1 triệu đó đi nhậu một bữa. Còn các bạn mà không có dấu, hoàn hảo hết, mình tặng chiếc xe luôn, cam kết Hồng An nói là làm. Các bạn nên nhớ nha, đó. Cho nên các bạn nên nhớ là một chiếc xe muốn rớt cái đầu mà ráp lại hoàn hảo rất khó các bạn ơi. Nó rất nhiều khía cạnh lắm, không phải là nhìn đơn giản như vậy đâu. Và còn có thể nghe dàn hơi nữa đó. Mà cái đó là do kinh nghiệm thôi. Vì nó thật sự là Hồng An đã từng là một người thợ thoải mái, dàn hơi Hồng An nghe là biết. Các bạn làm lâu năm, những anh thợ thầy làm máy ở đây sẽ biết. Cái này Hồng An nói thật. Nhiều khi anh em mình nó mua bán thì cũng chưa có chắc chắn là biết được nhiều cái dàn hơi đâu. Nhưng mà những anh thợ thầy đó, họ nghe dàn hơi rất chuẩn nha. Nói dàn hơi là nó nhiều nguyên nhân lắm đó. Nhiều khi mình đi dàn hơi nó mình canh không khéo là dàn hơi nó thốn hơi, hay là nó hụt hơi. Cái đó là do mình đi bài, kinh nghiệm đi bài đó, ba lá lòi ba lá lỡ gì đó. Đó là do cái kinh nghiệm thôi. Nghe dàn hơi là đã biết cái máy nó còn bích tâm, nó còn hơi hám đi được bao nhiêu chục ngàn cây, hay là đi thời gian nó sẽ mất hơi, tụt hơi. Cái đó là do kinh nghiệm thôi, nói chung là như vậy thôi. Đến đây Hồng An cũng là chia sẻ như vậy là cũng là tạm tương đối là ổn rồi, cũng đã giúp cho anh em mua bán xe mình thì cũng được cái vui vẻ, học hỏi được nhau, giải quan được rồi. Hôm nay xin kính chào các bạn.